Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Ai hại dân, ai ngu dân hóa, ai bần cùng hóa nhân dân. Đảng có thể nói rằng không môi trường xã hội nào đầy cạm bẫy như xã hội tại Việt Nam. Lừa đảo, kinh doanh vô lương tâm, trộm cắp khắp nơi. Cũng chưa có nước nào trong khu vực mà có văn hóa nói thách như ở Việt Nam. Nói thách chính là gài bẫy khách hàng. Nếu mà xã hội văn minh, người ta kinh doanh bằng lòng trung thực chứ không nói thách. Trong khi người dân các nước dùng trí tuệ cho việc phát triển xã hội, dùng trí tuệ để có cuộc sống đạo đức, sống có trách nhiệm và sống trung thực, để góp vào môi trường xã hội bình yên và đời sống người dân hạnh phúc. Thì ngược lại, người dân Việt Nam dùng trí óc này để mà bẫy nhau, để đề phòng lẫn nhau. Rất nhiều người đã như vậy. Có người nhận xét rằng chỉ riêng vấn đề tìm cách hại nhau và vắt trí lực để đề phòng nhau thì dân tộc Việt Nam cũng đã không còn năng lượng cho sự phát triển đất nước. Người dân Việt Nam dễ bị kẻ gian lừa bán ra nước ngoài, đấy là hậu quả của chính sách ngu dân mà Đảng là người phải chịu trách nhiệm. Một khi xã hội đầy cạm bẫy mà nền giáo dục xã hội chủ nghĩa lại có khuynh hướng ngu dân hóa, thì tất nhiên những người thật thà trở thành con mồi ngon cho bọn lừa đảo. Mà không những ngu dân hóa, Đảng Cộng sản còn làm bần cùng hóa xã hội bằng một nhà nước tham nhũng, vừa ăn vừa phá của dân. Với chính quyền Cộng sản, để có được một miếng ăn trăm tỷ, họ sẵn sàng vẽ ra dự án vô bổ, có trị giá hàng ngàn tỷ. Chính điều đó làm cho nguồn lực của xã hội, nguồn lực của quốc gia bị quẳng vào sọt rác, không thương tiếc. Ngày nay, tình trạng thất nghiệp tràn lan, rất nhiều người dân đang gặp bế tắc trong cuộc sống. Trong tình hình như vậy, họ trở thành những con mồi cho bọn lừa đảo, dụ dỗ, việc nhẹ, lương cao, để rồi bị bán qua xứ người làm nô lệ. Rất nhiều người chê trách những nạn nhân này rằng họ tham tiền, muốn có việc nhẹ lương cao. Thực ra thì họ đang ở trong thế cùng đường, không có việc làm, trong khi gia đình thì đang đợi tiền của họ đem về. Làm sao họ không thử được? Chính quan chức của Đảng Cộng sản Việt Nam còn tham hơn cả họ, thì mọi người cũng không nên trách họ, mà cần thông cảm hơn. Vào năm ngoái, người dân Việt Nam cũng bị kẻ xấu lừa bán sang Campuchia rất nhiều. Trong khu vực Đông Nam Á, người dân Việt Nam dễ bị bọn buôn người dụ dỗ nhất, bởi họ luôn sống dưới chính sách ngu dân hóa của Đảng Cộng sản. Thì làm sao họ nhận ra cạm bẫy cho được? Nói cho cùng, họ cũng là nạn nhân của chế độ này. Nếu chính quyền Cộng sản miễn phí giáo dục như nhiều nước, thì có lẽ những người ít học nhẹ dạ cả tin ấy đã không bị sập bẫy của bọn xấu. Mới đây, báo chí cho biết 6 nạn nhân người Việt bị kẻ xấu dụ dỗ đưa sang Lào làm việc. Sau đó, họ bị ngược đãi, đánh đập, ép buộc đòi tiền chuộc với tổng số tiền 2,5 tỷ đồng. Đây không phải là chuyện mới mẻ gì. Được biết, chỉ riêng 6 tháng đầu năm 2022, Công an đã cho biết họ đã phải giải cứu hơn 250 trường hợp bị lừa sang lao động trái phép tại Campuchia, tổ chức điều tra triệt phá nhiều đường dây tội phạm lừa đảo, tuyển mộ công dân Việt Nam sang Campuchia làm việc. Thực chất là xuất cảnh trái phép rồi bị cưỡng bức lao động, cưỡng đoạt tài sản. Câu hỏi đặt ra là vì sao người dân Việt Nam kém hiểu biết và dễ bị lừa đến như vậy? Hãy hỏi Đảng. Nguyên nhân được cho là do người dân quá tin vào những lời mời chào hấp dẫn, việc nhẹ lương cao. Hàng trăm người đã bị lừa sang Campuchia trái phép và bị ép phải làm nhiều công việc nặng nhọc, nhạy cảm, để rồi sau đó vỡ mộng khi đối mặt với những cạm bẫy chờ sẵn, phải khốn khổ tìm cách lẩn trốn khắp nơi, cầu cứu người thân và cơ quan chức năng giải cứu trở về. Một khi người dân không bị bần cùng hóa thì họ đâu có dễ bị dụ. Một khi người dân không bị ngu dân hóa thì họ đâu có thiếu sáng suốt để đến nỗi không nhận ra mối nguy cơ lộ liễu đến như vậy. Lỗi trước mắt là do lòng tham của người dân, nhưng lỗi lớn nhất là nguyên nhân của mọi công nguyên nhân, đó là do bàn tay cai trị của Đảng Cộng sản, nên người dân mới ra nông nỗi này. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin Ai hại dân, ai ngu dân hóa, ai bần hùng hóa nhân dân. Đảng. Thủ đoạn nắm thóp người Tây Nguyên, khống chế người có uy tín để phục vụ Đảng. Đảng Cộng sản Việt Nam là một đảng chính trị có chủ trương bạo lực. Với họ, lấy lòng dân là điều xa xỉ. Họ muốn khống chế dân và kiểm soát người dân bằng hàng tá các thủ đoạn khác nhau. Hiện nay về sau, Đảng Cộng sản luôn duy trì sao cho người Việt Nam quanh năm chỉ biết đầu tắt mặt tối lo miếng ăn, để không còn thời gian và sức lực nghĩ đến giá trị cao xa hơn như tự do, dân chủ,
và nhân quyền. Vụ Tây Nguyên, chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam bắt người bừa bãi gây cho đồng bào người Thượng sự căm phẫn tột cùng. Phát cho quan chức những đồng lương chết đói và tạo ra những cơ chế thiếu minh bạch để tạo điều kiện cho quan chức trục lợi, làm quan chức dưới chế độ Cộng sản tuy lương thấp nhưng bù lại họ có những khoản tiền trục lợi kếch xù. Nhờ đó mà có tiền cho con cái đi du học nước ngoài, và cũng nhờ vậy, nhờ miếng ăn dưới gầm bàn ấy mà nó buộc quan chức phải trung thành với chế độ. Nghĩa là Đảng Cộng sản buộc quan chức của họ phải trung thành với họ chỉ vì bởi miếng ăn mà thôi. Như là quy luật tất yếu, chính quyền bẩn thì tìm mọi cách bòn rút của người dân, thì người dân phải lầm than, đấy là điều không thể tránh khỏi. Với việc chính quyền tham nhũng tràn lan, thì người dân Việt Nam quanh năm chỉ biết cắm đầu vào việc tìm kiếm miếng ăn cho mình. Như vậy, duy trì nhà nước tham nhũng, Đảng Cộng sản Việt Nam đạt được hai mục đích: loại bỏ sự quan tâm của người dân với chính trị và buộc quan chức trung thành với chế độ. Đấy được xem là thủ đoạn thâm sâu. Tuy nhiên, Cộng sản còn nhiều thủ đoạn khác chứ không chỉ bao nhiêu đó. Một trong các thủ đoạn mà Đảng Cộng sản Việt Nam hay dùng nhất đó là trừng trị những người dám phá vỡ chuồng nhốt một cách tàn bạo, để những con cừu đang bị nhốt phải hoảng sợ. Khi có ai đó muốn chống phá cái chuồng của Đảng thì không những người đấy bị tù một cách oan ức, mà chính quyền còn triệt đường sống luôn cả gia đình của họ để mọi người nhìn vào đó mà kinh khiếp. Đảng Cộng sản dùng con trai cố nghệ sĩ Y Moan làm công cụ nắm thóp đồng bào người Thượng tại Tây Nguyên. Với Đảng Cộng sản, khái niệm hợp lòng dân chỉ có trên giấy. Nếu hợp lòng dân thì đã không xảy ra thảm án ở Đắk Lắk vừa qua. Bị cướp đất trắng trợn, bị tước hết mọi quyền, người Thượng đã không màng đến cái chết và họ đã manh động đột nhập vào hai trụ sở công an xã này, hạ sát những người mà họ cho là đã tàn ác với họ. Hiện nay, chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam chủ trương bắt lầm, chứ quyết không bỏ sót. Họ đã bắt hơn 60 người, trong khi đó chính họ xác nhận chỉ có 3 người tham gia vào vụ tấn công hai trụ sở này. Đấy là cách làm tàn bạo của Đảng. Các hôn quân vô đạo qua các thời kỳ lịch sử, từ Đông sang Tây đều làm theo cách như vậy. Trong hơn 60 người bị bắt ấy, hơn phân nửa là người bị bắt oan và khó tránh khỏi bị tra tấn dã man để buộc phải nhận tội. Đứng trước sự ai oán và căm phẫn của đồng bào người Thượng Tây Nguyên, chính quyền của Đảng Cộng sản đã dùng Y Vôn, con trai cố nghệ sĩ Y Moan, viết thư khuyên đồng bào Tây Nguyên không nghe lời bọn xấu. Thực tế là Đảng Cộng sản Việt Nam đang quy kết những người dám đứng lên là bọn xấu, còn chính quyền Cộng sản đang bắt người dân bừa bãi tra tấn mạnh tay đồng bào thì không phải là bọn xấu. Người lãnh đạo Đảng nào cũng thế, chỉ có vì mình và vì Đảng, chẳng bao giờ họ vì dân. Có người nói rằng Yvon Uno, con trai cố nghệ sĩ Y Moan, không có con đường lựa chọn. Nếu anh ta không làm công cụ cho Đảng Cộng sản thì anh ta sẽ bị chính quyền trả thù và anh ta khó mà yên ổn làm ăn sinh sống. Thực tế là một số người đánh giá rằng lá thư mà Yvon nó mang văn phòng đặc trưng của ban tuyên giáo Đảng Cộng sản. Đất nước Việt Nam cũng chỉ là công cụ của Đảng Cộng sản, thì một mình Yvon Uno làm sao thoát khỏi thân phận công cụ này? Cách làm của Đảng Cộng sản là muốn bắt cả đàn mối, là phải tóm bằng được mối chúa. Nguyên tắc đấy đã được Đảng Cộng sản sử dụng bao lâu nay và cho đến nay nó vẫn đang là cách hiệu quả. Đảng Cộng sản năng lực có hạn, nhưng thủ đoạn thì vô biên. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin Thủ đoạn nắm thóp người Tây Nguyên, khống chế người có uy tín để phục vụ Đảng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.